là thủ thành nhà chính đã qua trận đấu chuẩn bị với các bạn. Đây là trận đấu trận đấu giữa đội Bình Dương và Iceland trong chung kết trận lưu trung bảng đã được bắt đầu. Và sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục bằng những danh sách đội ra quân của hai đội để cho quý vị và các bạn chúng ta đánh được triển khai sang bên phía bên trái.
Lanh lên ơi, lanh lên con ơi, không làm đâu, ở nhà không làm đâu, lanh ơi, lanh lên ơi. Thế như vậy là trải qua một thời gian, thời gian rất là dài. Đừng có lùi sâu quá. Đấy, lùi sâu quá, trên có ai đâu. Thôi đứng đấy thôi em ơi, Lanh ơi đứng đấy thôi. Và đã tạo ra một sân chơi rất mới dành cho toàn thể cán bộ community. Môn thể thao vui bây giờ không còn là thú vị. Khi là phong trào của bóng đá cực kỳ phát triển một cách vượt bậc. Thì môn thể thao của bóng đá đã được áp dụng vào. Vừa dặn chân xong. Và trên sân chơi 1 thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc cũng đang được diễn ra. Tuy nhiên thì Ngọc Thay vẫn chưa thể tổng hợp được. Vừa chạm chân trong vẫn mắc. Ở trên sân chơi 1. Thay đi bóng của các cầu thủ áo xanh. Họ thay đi bóng. Mày cứ ghi hình lại hết trọng tài là trọng tài của Hà Nội. Thì ông này bắt không chuẩn mà ông lần trước bắt xả. Bắt không chuẩn. Ghi hình quay cả lại quay hết. Họ đã bố trí tôi. Mà chơi à... quay nhớ sát theo bóng nhá. Một chiến thuật rất lớn với chiến thuật của Huy Chiến tại giải vô địch Liga châu Á trên đất Quảng Châu. Huy và các giặc của các đã được dựng lên. Rất mong 3,6 triệu khán giả tại sân bóng Cao Vi hôm nay. Chúng ta mỗi người sẽ sử dụng một chiếc điện thoại của mình và vào sóng Facebook đây là về Ngọc Thành và chúng ta hãy tận dụng những chia sẻ của mình. Chia sẻ ở đây là đó là một tình huống đá phạt của Trần Dũng. Nhím ơi, đứng giữa vào sân đi. Nhím đang lùi sâu quá. Đó chính là số 4. Minh Hiếu. Chính là người tổ chức lối chơi cho Phạm của Đa Sơn Lạc. Và hay Phạm Tết, đây là người Ngọc Thành. Xin được là chúc mừng cả hai ban tổ chức cùng đoàn công ty Phát triển Việt Nam đã tạo điều kiện cho tình hình Việt Nam và tình hình của báo chí. Đó là phát triển. Đặc biệt đó là sự thay thế của Huy Hiếu. Em ơi, đội hình chân cao em đẩy cao lên một tí để lấy bóng lên sút luôn. Về đây, chuyền về đây. Đấy, đúng rồi. Hương chạy đi. Thuộc cái tay này. Bình 5, Bình 6 cho đội hình nhá. Ở giữa chọn vị trí đứng chuẩn nào.
Một áo vàng nó đẩy cao lên mọi người em ơi. Nhím, nhím. Rồi, hết biên, hết. Thả đi. Mùi xuống đi. Đấy, tốt đấy, cao. Thôi đứng đấy thôi, họ không lên bóng đâu. Thôi cầm đi. Gân, à nhím xe lên một chút. Gân đứng đấy được rồi. Đứng đấy thôi, không lùi nữa. Tiền đạo đẩy cao vào con nữa. Tiền đạo đứng đấy quá. Nhìn xuống đi, à, Lành với Đệ Hưng ốp vào cô đấy. Đứng vào che mắt thủ môn đấy. Rồi được rồi, đứng đấy rồi, rồi về. Điều ngoái thì chọn điểm rơi đúng rồi này. Lấy được bóng. Rồi tốt lắm, lên. Mình đá lên đây, Phương đá luôn lên đi em. Cho bóng ra ngoài sân đi. Rồi, tốt, tốt lắm em. Quả nào bị họ bắt bài rồi, đừng có chơi. Rồi, được đấy rồi, không đá được nữa đâu. Tốt lắm rồi đấy. Thôi trời ơi. Không sao em ơi, làm lại. Không sao. Đá đi. Đi người cho hết. Tay tiếp. Qua wow, trượt, trượt. Xuống lên. Rồi trên mình rồi. Xuống lên. Nhím bảy. Có hôm đây. Có vào. Con bắt chờ rồi. Chạy đây,
Mình đây. Lành ơi ghi bàn đi em ơi, đánh đầu đi.
Thank you.
Chắc chắn rồi. Đã pen hết rồi, đã pen đi. Đấy rồi. Đây, khi nào nín, tí nữa Hưng ạ, đá lui về trước đi. Cái nín phải lên thì mới có khả năng dứt điểm. Chứ nín cứ lui về như thế á, em không có cơ hội để dứt điểm đâu. Hiểu chưa? Hai nữa là bây giờ bên đi xem á, là nó trận này trận cuối rồi. Nó biết là ai đá được như thế nào và lúc nào cái nín có bóng á, cũng hai ba đứa nó quay vào, em không thể sắp được bóng đâu. Hiểu chưa? Mình tận dụng những tình huống cố định nhá. Rồi, ok. Chúng ta đã cố gắng nhá. Đây à. Tất nhiêu hơn tí nữa để chúng ta vào nhá. Đây, đây, đây cái giọng này là giọng của chủ tịch công đoàn. Đó. Đây là giọng phải của bên công đoàn. Anh là người phân công phải đá làm sao cho những cái tình huống đẹp. Thấy chưa? Và nếu mà theo quan điểm cá nhân tôi thì các anh chị phải chịu thôi. Chiến thuật của anh Cường đưa ra là biết nếu mà V0 ghi bàn ấy là kiểu gì họ đi xem sẽ thua. Và bên chủ tịch thì nhiều tiền rồi cho nên sẽ nhường 10 triệu lại cho anh em mình. Ok. Chúng ta chúng tôi sẽ nhường tiền cho các anh chị đưa cúp cho tôi được rồi. Nhưng mà chung ghi lại là tí nữa là xong ra giao lưu với bọn em. Ok. Nhá. Mạnh khỏe. Ok, cảm ơn nhé. Đó là sau hiệp 2 nhím mà không lên. Đây là bắt đầu đến từ vâng, xin chào các bạn. Đây là đợt trận chung kết phát trực tiếp ở Lát Gặp Bạc nhá. Xin chào nhá. Nó tắt màn hình để tiết kiệm pin. Mình cố gắng ghi bàn. Ghi bàn được cá là bao nhiêu mình thắng thôi. Là mày quay về phải bảo bọn chị cười lên. Đây em chào đây. Và để tự nhiên nó mới ghi bàn nhưng mà giữ lưới. Thế nào hôm nay có hộp quà mà chả đứa nào lấy thế? Ai ghi bàn hôm nay ai có năng suất quá nha. Cố lên. Vậy là hiện tại đã được bắt đầu. Lai ơi, lui về giữa ô cho đây. Ném mạnh lên nhé, Lai nhá. Đứng xe lên trên mà ném. Rồi. Tốt lắm. Quá nào ơi. Đấy. Ném biên. Biên rồi. Nhưng quả đấy đừng cố. Để biên nhìn bóng thôi. Thôi đứng đấy thôi. Không đá lên đấy thôi. Đứng đấy thôi. Đứng đấy thôi. Không lên bóng rồi đâu. Đang là không không. Bình tĩnh, cứ bóng ra. Có ai tranh đâu, không có ai tranh đâu. Bình tĩnh thôi, đừng có ấy quá, mà mệt. Bắt đầu là chơi hấp bóng ấy. Rồi, xuống lên. Có lắm tiếp. Đá đi. Theo bóng vào. Thế. Xuống lên, cố lên đi em. Cố lên. Còn hết đi em ơi. Bắt người đi, hậu vệ bắt người đi. Rồi, tốt tốt rồi ạ. Cho em biên. Ôi hồ đi. Nhanh cầm về. Kiểu gì cũng thắng. Chúng ta vừa tiếp nhận được thông tin của trưởng đội tuyển. Đội hình nhà mình nhá, đẩy cao lên nhá đây. 4 người hậu vệ ạ. Em ơi, tận 4 người hậu vệ ạ, đẩy cao lên giữa đi. Hưng đá giữa không phải vậy. Họ có mỗi một người mà tận 4 người ở nhà ấy. Ra giữa đây, hỗ trợ đây. Vào người là kẻ. Về đi.
Khi có những ông bà hỗ trợ lớp thì sao ạ? Đứng đây thôi Hưng ơi, đứng đây thôi. Ui, đâu lắm. Rồi, sao nào, nào rồi. Để cho hết biên đây. Mình vào đây. Dọc biên. Hỗ trợ vào em. Ây. Rồi, con bóng hơn. Wow! Wow! Điểm này. Em vào đi, em đá được mà, vào đá dưỡng được. Rồi Hương kéo đi, hết bóng rồi. Đấy. Rồi con đi rồi. Vào con đi. Vào con đi. Lấy áo sát vào con đó. Áo sát vào thủ môn đó. Chạy lên. Xuống. Lui về hỗ trợ lấy bóng đi. Nhím nuôi vào tí nữa hỗ trợ lấy bóng em ơi. Này. Đấy đứng giữa trận này rồi. Đá lên. Không mệt chưa bạn, cho tay yêu.
Con trong sân. Nhanh lên. Sau. Rồi, qua đi. Bắt sát là con đi. Em ơi, số 8 bắt, cứ bắt áo trắng ở giữa. Đá biên nó. Em ơi, thật 4 người áo đỏ nhà mà anh thấy ấy quá, thường người quá. Lên hỗ trợ đồng đội ở trên này. Một người áo đỏ ra bắt người đi. Ở giữa này. Chú ý truyền cho Lanh nữa nhé. Nếu mà em đá bo vào giữa thì đừng giãn biên nhiều. Em bo vào giữa, đứng giữa, gần giữa vạch ạ. Giữa vòng tròn. Thấy hai người luôn đi kia. Thì bằng đá thay ở giữa cho vị trí cho vào giữa đi. Đấy ạ. Cho Hưng nhỉ. Vâng, đá ngẩng mặt lên để chuẩn bóng cho bé nhá. Anh ơi. Ép vào cô đi. Rút cái tay lại. Rồi hết rồi. Hết rồi, thủ môn nhém lên đi. Đột em. Sau kìa. Thường ơi, anh bảo em đá ở giữa đi. Vâng. Đá lui về giữa em. Bạn em. Vâng, vào đi Vâng. Đấy, đứng đấy, cái Vâng đứng đấy. Con Mùi vào trong đi. Con đi. Mùi vào trong đi. Bắt sát là thủ môn đó. Ô,
quả đấy con gái nó cũng như con trai nhưng quả đấy nó vẫn cứ cho nho cho nhoi được rồi. Chạm phát rồi chết. Chạm thôi đừng đấy thôi, được rồi. Số vẫn đang là 0-0. Thời gian đang tui đi được khoảng 15-12. Bên mình, ra đi. Đường ơi, lui vào giữa lấy bóng. Ôi Đường cứ nhào lên này. Đường ơi, lui vào giữa lấy bóng em. Đá cứ nhò nhò lên trên làm gì? Khi như là một góc khuất hẹp thì Trần Đạo đã chọn phương án đó là rất đẹp. Lên đi! Có nhím này em ơi! Sau nhiều người lắm! Chuyền đi! Chuyền đi! Vào đi! Hơi to! Con đi! Ghi quả lưa đi! 10 phút nữa là hết rồi! Kết thúc quả đi! Kết thúc! Ôi giời ơi! Đá lên đi! Giữ lấy bóng em ơi, giữ lấy. À, trận này lại đá pen rồi. Và chúng ta thì đang chắc của đội của đang hay mười đi. Mười, hay người. Mười ơi, trọng tài em thay người trọng tài. Chưa. Báo chưa rồi. Mười ơi, nghỉ đi Hoàng vào đi. Vào nhanh đi em ơi. Vào nhanh đi em ơi. Dùng tay lại. Ba đi. Ông quả đấy sang được cho nhím. Hoàng ơi, Hoàng, giãn bị nhím ra, đứng lui lên kia đi. Đá đi. Rồi tìm người để hết bóng em. Lên đi, đây chạy lên đi. Rút cái tay lại. Đá không căng đi ABS mà bốn người đứng chung không phải giữa hai người đứng làm gì đâu ở trên này thì mọi người. Hai người. Bên mình phản lên đây. Rồi được rồi Thành Ngân, được không cần cái. Thôi đá đi. Có em đấy. Cố lên em ơi. 10 phút nữa. Theo luôn. Lên đi. Rồi, ba đi. Em ơi. Rồi được rồi, cố lên. Còn sâu là ăn đấy. Đi đi em, cố lên. Đi đi em.
em ơi, đưa ra đi cho nó giáo viên đón đi, đón nóng đi. Họ tì người đó, chú ý hỏi họ đi, đừng chủ động lấy bóng, thầy người đấy. Rồi, tốt lắm. Rồi, hai chị có chạy vào không? Còn cái kia không? Rồi, ôm vào. Rồi, viên tiếp rồi. Viên mình đấy. Quả này vào đây em ơi, vào đi để về luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
We'll be right back.